Và các đồng chí, ngày 23 tháng 8 vừa qua, con tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của Ấn Độ đã đổ bộ thành công lên mặt trăng và đưa Ấn Độ trở thành nước thứ tư sau Nga, Mỹ và Trung Quốc đổ bộ thành công lên hành tinh xa xôi này và đã mở ra một kỷ nguyên mới trong cuộc chạy đua khám phá mặt trăng. Ngoài 4 nước kể trên thì hiện nay cũng có rất nhiều các quốc gia đã có cái chương trình khám phá mặt trăng, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út hay là Thái Lan. Vậy thì dưới góc nhìn khoa học quân sự thì mục tiêu nào đã thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới trong cuộc chạy đua khám phá mặt trăng? Và đây sẽ là vấn đề chúng tôi sẽ lựa chọn để tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Cùng với sự tham gia của vị khách mời Đại tá Lê Thế Mẫu, cảm ơn Đại tá đã tham gia chương trình. Trước hết để có một cái nhìn toàn cảnh về hành trình chinh phục mặt trăng của các quốc gia thì ông có thể khái quát những cái dấu mốc đáng nhớ trong cái cuộc khám phá này ạ? Có thể nói rằng là trong cái cuộc chạy đua khám phá mặt trăng của Mỹ, của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay rồi thì Trung Quốc, Ấn Độ thì các quốc gia để lại những cái dấu mốc lịch sử có thể nói là khó quên. Đầu tiên ta nói về Nga, tức là Liên Xô trước đây thì năm 1957 thì Liên Xô lần đầu tiên là phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất. Và đến năm 1961 thì Liên Xô phóng thành công đầu tiên tàu vũ trụ có người lái chở nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin. Và đặc biệt là năm 1970 thì Liên Xô lần đầu tiên trong lịch sử khám phá vũ trụ thì Liên Xô đã đổ bộ thành công một cái trạm tự động Lunokhod xuống mặt trăng. Có thể nói đây là những thành công tuyệt vời của Liên Xô mà có thể nói là khai phá con đường chinh phục vũ trụ nói chung và chinh phục mặt trăng nói riêng. Thế thì đối với Mỹ thì mặc dù Mỹ thì đi sau Liên Xô nhưng mà họ đã tạo được những thành tựu mang tính đột phá. Đấy là năm 1969 thì lần đầu tiên là Mỹ đổ bộ thành công hai phi công vũ trụ lên mặt trăng với một câu nói rất nổi tiếng, tức là một bước trên mặt trăng thì thành một thành tựu vĩ đại của loài người. Và đến năm 1972 thì Mỹ phóng tàu vũ trụ và cũng đưa các phi công lên mặt trăng và mang theo quốc kỳ của Mỹ lên mặt trăng và khẳng định cái chủ quyền của nước Mỹ ở trên mặt trăng. Có thể nói lên Mỹ thì đi sau Liên Xô một chút nhưng mà thành công của họ thì mang tính đột phá, tức là lần đầu tiên đưa người lên mặt trăng. Còn Trung Quốc và Ấn Độ thì họ khởi đầu các chương trình khám phá mặt trăng vào sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, nhờ sự giúp đỡ hợp tác rất là quan trọng của nước Nga. Bởi vì chúng tôi biết rằng sau khi Liên Xô sụp đổ thì nước Nga lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội rất là nghiêm trọng. Thế thì họ thiếu tài nguyên, thiếu tiền, nói tóm lại là thiếu tiền. Cho nên họ bắt đầu hợp tác chia sẻ cái công nghệ bí mật vũ trụ cho Trung Quốc và Ấn Độ. Và từ đấy họ thu được cái nguồn đầu tư để cứu vớt cái sự tồn tại và sự phát triển của ngành vũ trụ của nước Nga. Thế thì năm 1998 thì Trung Quốc bắt đầu khởi động cái chương trình khám phá mặt trăng. Tuy họ làm muộn hơn nhưng mà có thể nói họ tiến rất nhanh. Và đến năm 2013 thì Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu đổ bộ lên mặt trăng. Và năm 2019 thì Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu đổ bộ xuống mặt tối của mặt trăng ấy, lần đầu tiên ấy. Và năm 2020 thì đặc biệt là Trung Quốc cho một cái tàu thám hiểm mặt trăng đổ bộ lên và thu về đưa về trái đất là 2 kg đất. Và họ tiến hành phân tích, họ khám phá ra được cái thành phần hóa học của cái đất của mặt trăng và nhiều cái bí ẩn khác của mặt trăng. Đấy là Trung Quốc. Còn Ấn Độ thì cùng với sự giúp đỡ hợp tác của Nga rất là quan trọng. Thế thì năm 2000 nó bắt đầu khởi đầu chương trình khám phá mặt trăng. Và như chúng ta biết là năm 2023 đấy thì Ấn Độ đã đổ bộ thành công, lần đầu tiên đưa một trạm đổ bộ thành công lên cái cực nam của mặt trăng. Trung Quốc mà Ấn Độ mặc dù là chậm nhất trong tất cả các nước nhưng mà là nước đầu tiên đưa trạm tự động đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng. Có thể nói đây là một thành công mang tính đột phá. Và nói tóm lại là tất cả 4 nước này thì đã để lại những dấu ấn rất đặc biệt, có thể là dấu ấn lịch sử trong cuộc chinh phục vũ trụ nói chung và khám phá mặt trăng nói riêng. Và như vậy có thể thấy là có rất nhiều cái dấu mốc đáng nhớ của 4 cái quốc gia mà đã đổ bộ thành công lên mặt trăng. Và qua chia sẻ của đại tá thì tôi có thể thấy là
mỗi một cái cột mốc đấy người ta lại cũng khám phá ở một cái góc cạnh khác, một cái hướng khác của mặt trăng đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái mục tiêu nào mà nhiều quốc gia trên thế giới người ta đang theo đuổi trong cuộc chạy đua khám phá mặt trăng này? Nhìn chung thì bốn quốc gia này đều theo đuổi có thể nói là bốn cái mục tiêu rất là quan trọng khi mà khám phá mặt trăng. Tức là mục tiêu thứ nhất tức là mục tiêu khoa học, bởi vì khám phá mặt trăng chính là cái bước khởi đầu để cho con người khám phá những bí ẩn về vũ trụ, ví dụ như quá trình hình thành mặt trăng là như thế nào. Như vậy là từ quả nghiên cứu cả cái quá trình diễn biến trên mặt trăng, xảy ra trên mặt trăng thì người ta phát hiện ra những bí ẩn của vũ trụ, sự tương tác của vũ trụ với mặt trăng. Và từ đó là thậm chí người ta phải cần phải trả lời một câu hỏi, tức là liệu có tồn tại cái nền văn minh khác ngoài trái đất hay không. Đây là câu hỏi muôn thuở lâu đời nay của loài người. Thì vấn đề khoa học là một vấn đề vô cùng quan trọng. Trong đó có một cái mục, trong đó một cái khám phá là người ta muốn xác định cái sự lịch sử hình thành vũ trụ như thế nào. Tôi lại thí dụ như cái sự giãn nở của vũ trụ, thì hiện nay người ta phát hiện ra là sự giãn nở của vũ trụ là với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trước đây theo thuyết tương đối Einstein ấy, thì tốc độ ánh sáng là tốc độ giới hạn của tự nhiên 300.000 km/s, nhưng mà tốc độ giãn nở vũ trụ thì lại lớn hơn tốc độ ánh sáng. Như vậy nó sẽ làm cho con, nó sẽ đưa loài người tiến tới những khái niệm hoàn toàn mới về tự nhiên, về vũ trụ. Như vậy mục đích khoa học thì có thể là rất là quan trọng. Còn ba mục tiêu khác, đấy là mục tiêu về chính trị, mục tiêu về kinh tế và cuối cùng là mục tiêu về quân sự. Như vậy là bốn cường quốc này đều theo đuổi bốn cái mục tiêu: khoa học, kinh tế, chính trị và quân sự. Mỹ đề cập đến từ cuối những năm 1980. Với những ưu điểm vượt trội của phản ứng tổng hợp nhiệt hạch sử dụng heli 3, nguyên liệu heli 3 trở thành tài nguyên năng lượng chiến lược số 1 trong thế kỷ 21. Một câu hỏi tự nhiên ở đây là, do đâu heli 3 tồn tại với khối lượng lớn trên mặt trăng? Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Nga, môi trường khí quyển trên mặt trăng khác xa khí quyển bao quanh trái đất. Trước hết là không có tác dụng ngăn cản dòng bức xạ từ mặt trời, do đó bề mặt mặt trăng khoảng 20 đến 40 ngàn đô la Mỹ. Để chuyên chở 1 tấn heli 3, cần phải chuyển 2 đến 5 tấn vật liệu mặt có thể tạo ra trên trái đất. Đại tá cũng vừa nhắc đến là một trong những cái mục tiêu quan trọng mà các quốc gia trong cuộc hành trình khám phá mặt trăng hướng tới, đó là cái mục tiêu về kinh tế. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn nó là như thế nào? Về mục tiêu kinh tế thì chúng ta lưu ý là hiện nay thì cái nguồn tài nguyên dầu mỏ khí đốt ở trên thế giới, ở trên trái đất là ngày càng cạn kiệt. Thậm chí theo dự báo mới nhất nhất, tức là có thể vào cuối thế kỷ này thì dầu mỏ khí đốt hoàn toàn cạn kiệt trên thế giới. Cho nên người ta bắt đầu nghĩ đến những cái nguồn tài nguyên thay thế như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử. Nhưng mà tất cả những nguồn năng lượng đó không thể có đủ để giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lượng của thế giới. Riêng năng lượng nguyên tử thì có thể nói là gần như vô tận, nhưng còn một cái hạn chế rất là cơ bản, tức là nó tạo ra một cái nguy cơ rủi ro về nhiễm phóng xạ. Mà cái nguy cơ này thì hiện rõ nhất là cái vụ thảm họa Chernobyl của Liên Xô trước đây, và vừa rồi thì thảm họa cái lò phản ứng hạt nhân rò rỉ của Nhật Bản Fukushima. Cho nên rất nhiều quốc gia bắt đầu nghĩ đến cái chuyện đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, nhưng mà nhà máy điện hạt nhân thì tạo ra nguồn năng lượng gần như vô tận. Thế còn nguồn năng lượng nữa, tức là năng lượng tổng hợp nhiệt hạch. Năng lượng tổng hợp nhiệt hạch thì cho đến thời điểm này thì năng lượng tổng hợp nhiệt hạch thì nó vẫn để ra những cái hạn chế, là thứ nhất là gây ra ô nhiễm phóng xạ. Nhưng mà trong khi đó thì có một cái nguyên tố hóa học mà nếu sử dụng trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạch thì sẽ tạo ra nguồn năng lượng vô tận, nhưng lại không bao giờ tạo ra nhiễm độc, nhiễm phóng xạ môi trường. Đây là nguyên tố heli, đồng vị heli 3. Thế thì nguyên tố heli 3 đấy thì nó lại có rất nhiều ở trên mặt trăng. Trên trái đất thì vô cùng hiếm, nhưng mà trên mặt trăng thì do sự bắn phá của nguyên rất lớn về heli 3 ở trên mặt trăng. Thế thì heli 3 nó có một cái đặc điểm thế này: khi mà sử dụng, hiện nay thì các nhà khoa học đã bắt đầu làm chủ được công nghệ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển. Thế thì nếu sử dụng nguyên tố heli 3 sử dụng vào các phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển, tạo ra nguồn năng lượng gần như là vô tận. Người tưởng tính tức là 1 kg heli 3 mà sử dụng để tạo ra nguồn năng lượng hạt nhân ấy, thì còn thể tạo ra nguồn năng lượng bằng 200 triệu tấn dầu mỏ. Và nếu sử dụng 800 tấn heli 3
thì có thể đủ tạo ra nguồn năng lượng cho loài người sử dụng trong suốt cả một năm. Và trên mặt trăng thì tài nguyên helium là ước tính được khoảng 1 triệu tấn, có thể sử dụng đủ cho loài người, cung cấp năng lượng cho loài người trong 1.000 năm. Thì có cái đặc biệt là helium là trên mặt đất thì rất ít, nhưng mà trên mặt trăng thì lại rất là phong phú. Và đây là một cái hướng sử dụng năng lượng trong tương lai. Và đấy là một trong những lý do mà các cường quốc bây giờ chạy đua với nhau để khám phá mặt trăng, đồng thời là làm chủ cái nguồn tài nguyên helium ở trên mặt trăng. Còn một cái mục tiêu khác đó chính là mục tiêu chính trị. Theo ông quan sát thì nhận thấy là cái mục tiêu chính trị này đối với những cái quốc gia như là Nga, Mỹ, Trung Quốc thì họ nhằm tới cái gì ạ? Trong một cái lĩnh vực mà cực kỳ quan trọng như là khám phá vũ trụ rồi thì khám phá mặt trăng thì trong đó đều có ẩn chứa cái mục tiêu chính trị. Mục tiêu chính trị thì rõ ràng nhất là thời kỳ chiến tranh lạnh, khi mà cuộc chạy đua giữa hai hệ thống chính trị thế giới, một bên là hệ thống xã hội chủ nghĩa, một bên là hệ thống tư bản chủ nghĩa, đứng đầu là Mỹ và Liên Xô. Thế thì cái cuộc chạy đua lên mặt trăng ấy chính là cuộc chạy đua để thể hiện cái ưu thế chính trị, ưu thế của thể chế chính trị của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Liên Xô đã đi đầu trong việc khai phá khoảng không vũ trụ và khám phá mặt trăng. Và chính Liên Xô là đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik của thế giới. Và hồi đấy là gần như Liên Xô tuyên truyền có thể là hết sức rầm rộ về cái ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa. Và chính cái chế độ xã hội chủ nghĩa hồi đấy là chính Tổng thống Mỹ Kennedy đã phải công nhận rằng là hệ thống giáo dục của Liên Xô đấy là ưu thế vượt trội so với hệ thống giáo dục của Mỹ. Thậm chí ông Kennedy còn nói rằng là chúng ta thua người Nga từ hệ thống giáo dục. Chính hệ thống giáo dục của Nga đã tạo ra những nhà khoa học, những cái ưu thế, những cái thành tựu kỹ thuật, khoa học kỹ thuật vượt trội, và thể hiện rõ nhất chính là khai phá vũ trụ. Cho nên cái cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô thời chiến lành trong lĩnh vực khám phá vũ trụ và khai phá mặt trăng chính là một trong những mục tiêu, đó chính là vấn đề chính trị. Thế còn hiện nay thì Trung Quốc và Ấn Độ thì người ta cũng theo đuổi mục tiêu chính trị. Ta thấy rằng là Trung Quốc là quốc gia tuyên bố rằng họ xây dựng một cái chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Và đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa, thì ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng là Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc dẫn dắt thế giới trong thời đại mới. Muốn dẫn dắt thế giới trong thời đại mới thì phải thể hiện vai trò và ưu thế vượt trội của mình về thể chế chính trị. Cho nên cái việc mà làm chủ khai phá vũ trụ rồi thì đặt về mặt trăng là Trung Quốc còn theo đuổi mục tiêu chính trị. Riêng Ấn Độ như vậy. Mỹ là quốc gia dân chủ mạnh nhất thế giới, còn Ấn Độ là quốc gia dân chủ có nền dân số lớn nhất thế giới. Hiện nay Ấn Độ cũng đang muốn trở thành một nguồn cơ trong các nước đang phát triển và các nước mới nổi. Có thể nói rằng Ấn Độ cũng theo đuổi mục tiêu chính trị. Ai khám phá, ai làm chủ được công nghệ, ai làm chủ được những công trình khám phá vũ trụ và đặc biệt là mặt trăng, thì đấy là cái biểu hiện rõ ràng nhất, tuyên truyền có thể nói là minh chứng rõ ràng nhất, bởi vì cả thế giới người ta nhìn thấy cái ưu thế của thể chế chính trị của mình. Cho nên có thể nói là quốc gia cả Mỹ, cả Liên Xô trước đây, rồi cả Nga và Ấn Độ, Trung Quốc đều theo đuổi mục tiêu chính trị trong công cuộc khám phá mặt trăng. Có thể thấy rõ là nguồn tài nguyên quý hiếm ở trên mặt trăng đó là helium 3 thì nó tạo ra một cái nguồn năng lượng mới cho tương lai rất là lớn. Vậy thì dưới góc nhìn của quân sự thì cái nguyên tố này, cái tài nguyên này nó sẽ đem lại một cái giá trị như thế nào? Như chúng ta biết rằng là nguyên tố helium 3 đấy, thì nó khi mà tổng sử dụng trong cái phản ứng tổng hợp nhiệt thạch có điều khiển, hiện nay các nhà khoa học đã làm chủ được tương đối hoàn hảo đấy, thì tạo ra một cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Nếu sử dụng nó làm vũ khí thì tạo ra một sức công phá khủng khiếp, còn lớn gấp rất nhiều lần so với bom nguyên tử hoặc là bom khinh khí, bom nhiệt thạch đó. Như vậy nhưng nó có một cái đặc điểm vượt trội, tức là nó không tạo ra ô nhiễm môi trường, không tạo ra dư chấn phóng xạ. Chúng ta biết rằng là bom nguyên tử vì sao nó không thể, người ta chỉ dùng để răn đe thôi, chứ không ai có thể đưa ra sử dụng, bởi vì không chỉ là sức công phá mà tạo ra một sự ô nhiễm phóng xạ một cách khủng khiếp. Bom vũ khí nhiệt thạch cũng như vậy, cũng tạo ra một cái sự bức xạ dư, rồi thì ô nhiễm môi trường một cách kinh khủng. Nhưng riêng vũ khí sử dụng năng lượng tổng hợp nhiệt thạch bằng nguyên tố heli thì hoàn có sức công phá khủng khiếp hơn rất nhiều so với bom nguyên tử hoặc bom nhiệt thạch, nhưng lại không tạo ra ô nhiễm môi trường. Người ta gọi đây là vũ khí hạt nhân sạch.
đây có thể là ưu thế chưa từng có. Nếu làm chủ được công nghệ sử dụng heli 3 trong phản ứng tổng hợp nhiệt thạch có điều kiện tạo ra cái vùng nổ, hay là các cả sử dụng làm vũ khí, thì đây là một ưu thế có thể là vượt trội so với tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác mà thế giới hiện nay đang có rất nhiều hiệp định ngăn cấm. Cho nên ví dụ như vũ khí nhiệt hạch mà sử dụng heli 3 thì gần như né tránh tất cả các hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân hiện nay trên thế giới. Vậy thì ý nghĩa quân sự của các cường quốc tham gia trong cuộc chạy đua khám phá mặt trăng là gì ạ? Một quốc gia nào mà sở hữu được cái tài nguyên heli ở trên mặt trăng và sử dụng nó vào mục đích quân sự thì gần như chiếm ưu thế tuyệt đối so với tất cả các quốc gia khác đã sử dụng các loại vũ khí sản xuất hàng loạt như là bom nguyên tử hay là vũ khí hay là bom nhiệt hạch. Cho nên là ai làm chủ được heli 3, tài linh nguyên heli 3 trên mặt trăng thì kẻ đó sẽ làm chủ, sẽ ưu chiếm ưu thế vượt trội trong lĩnh vực quân sự. Mà chúng tôi biết rằng là thế giới hiện nay, thế giới cạnh tranh và xung đột địa chính trị vẫn ngày càng khốc liệt. Cho nên cái việc giành được ưu thế về vũ khí nhiệt hạch sử dụng heli 3 thì giành ưu thế quân sự tuyệt đối. Đây là cuộc chạy đua, trước biết là chúng ta ở đây là cuộc chạy đua giữa ba cường quốc, tức là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ông đánh giá như thế nào về thành công của Nga, Mỹ, Trung Quốc cũng như là Ấn Độ cho đến thời điểm hiện tại trong cái cuộc hành trình khám phá mặt trăng ạ? Nếu mà nhìn khái quát lại thành công của bốn cái nước này á, thì trước hết phải nhận định thế này. Liên Xô trước đây, và ta nói là cụ thể là người Nga đấy, thì là khai phá con đường đi vào vũ trụ mặt trăng. Mỹ là quốc gia đạt thành tựu đột phá. Trung Quốc và Ấn Độ thì mặc dù đi muộn hơn, nhưng mà cũng đã bắt đầu tạo ra được những thành tựu đột phá trong lĩnh vực khai phá mặt trăng. Và hiện nay thì Trung Quốc họ đã bắt đầu hoạch định một cái chiến lược phát triển kinh tế mặt trăng. Tức là không chỉ là khám phá mặt trăng, mà còn đi sâu vào khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Đến thời điểm này thì có thể là cả Nga, cả Mỹ, cả Trung Quốc và Ấn Độ đang đến tiến đến giai đoạn, tức là sẽ xây dựng căn cứ thường trực ở trên mặt trăng. Và họ bắt đầu nghĩ đến phát thảo một ngành công nghiệp gọi là công nghiệp mặt trăng, tức là khai thác tài nguyên mặt trăng để phục vụ cho mục đích thương mại và kinh tế, đồng thời sử dụng mặt trăng như là một căn cứ để từ đó tiến sâu xa hơn nữa vào vũ trụ. Đến cái thời điểm này chúng ta có thể dự báo được một cái triển vọng, một cái tương lai phát triển cái công cuộc chinh phục vũ trụ và mặt trăng là như vậy. Câu trả lời vừa rồi nói về sẽ xây dựng một cái nền công nghiệp mặt trăng của ba nước, đúng không ạ? Đó chính là cái sự hợp tác của các quốc gia, bởi vì chinh phục mặt trăng nó đòi hỏi một cái chi phí rất lớn và đòi hỏi và cần có cái sự giao lưu, hỗ trợ rồi là trao đổi của nhiều quốc gia. Đây, vấn đề cụ thể hơn nữa thì ông có thể chia sẻ rõ hơn ạ? Thật ra thì công cuộc khai phá vũ trụ và chinh phục mặt trăng thì nó đòi hỏi một cái đầu tư vô cùng lớn, cả về nghiên cứu cơ bản, cả về phát triển công nghệ. Cho nên là các cường quốc bao giờ cũng nghĩ đến cái chuyện hợp tác với nhau. Cái dự án hợp tác đầu tiên đấy là năm 1998. Nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ rồi thì nước Nga bắt đầu hợp tác với Mỹ và Nhật Bản và Canada và nhiều nước khác xây dựng cái trạm vũ trụ quốc tế, ta gọi là ISS. Đây là trạm vũ trụ quốc tế đầu tiên trong lịch sử và sự hợp tác của rất nhiều quốc gia. Nhưng mà gần đây thì do cái sự mâu thuẫn và xung đột giữa Nga với Mỹ, cho nên là Nga bắt đầu rút khỏi cái dự án hợp tác này và bắt đầu xây dựng cái trạm vũ trụ quốc tế riêng của Nga, hợp tác với Trung Quốc và một số nước khác. Đấy là hợp tác giữa Mỹ và Nga. Còn một dự án hợp tác khác cũng đầy triển vọng, đấy là hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Và hiện nay thì Nga và Trung Quốc đang có một dự án hợp tác rất là đầy triển vọng, tức là xây dựng một cái trạm vũ trụ quốc tế mà hoạt động trên quỹ đạo xung quanh mặt trăng. Và từ cái trạm vũ trụ quốc tế này thì gần như trở thành một khách sạn. Từ đấy có thể là nơi làm việc của các nhà khoa học, rồi thì từ đấy bắt đầu là tiến hành các công trình đổ bộ xuống mặt trăng. Thứ hai là cả Nga và Trung Quốc cùng sự hợp tác với nhau để xây dựng các căn cứ cố định ở trên mặt trăng, mở đầu cho một cái lĩnh vực công nghiệp mặt trăng là như vậy. Thế còn Ấn Độ cũng như thế. Ấn Độ có thể nói là nhờ sự hợp tác với Nga và chia sẻ công nghệ của Nga, Ấn Độ đã đi tắt đón đầu trong cái công nghệ khám phá mặt trăng. Và hiện nay thì sự hợp tác giữa Nga và Ấn Độ cũng rất nhiều triển vọng. Thế còn ngoài các nước này thì rất nhiều quốc gia khác cũng đã có những đề án hợp tác với Mỹ. Mỹ có hai chương trình khám phá mặt trăng được tên Apollo.
thời chiến tranh lạnh, hiện nay là chương trình Artemis. Thì chương trình Artemis của Mỹ thì cũng với sự hợp tác của Nhật Bản, của Canada, rồi Liên minh châu Âu hướng đến cái mục tiêu là xây dựng cái căn cứ cố định ở trên mặt trăng, hay gọi là cái khác là phát triển ngành công nghệ vũ trụ ở trên mặt trăng. Về hợp tác quốc tế thì còn có một cái, chúng ta biết rằng Liên Hợp Quốc năm 1977 thì Liên Hợp Quốc đã ký một cái hiệp định về quản lý các cái hoạt động khám phá, khai thác khoảng không vũ trụ, và ta gọi tắt là Hiệp định Mặt Trăng. Hiệp định Mặt Trăng thì hiện nay có rất nhiều cường quốc, rất nhiều quốc gia đã tham gia. Hiệp định Mặt Trăng của Liên Hợp Quốc thì quy định tức là tất cả những thành công, tất cả những thành tựu, những công trình khám phá, nghiên cứu khoảng không vũ trụ là tài sản chung của toàn nhân loại, chứ không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào cả. Cho nên yêu cầu tất cả quốc gia cùng khám phá, cùng hợp tác, nỗ lực với nhau để... Thế thì những nước khác như là Thái Lan, Việt Nam, các nước khác, Ả Rập Xê Út, tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất đều có sự chương trình hợp tác với các nước khác. Nhưng mà không phải là vì khám phá mặt trăng, mà là để khai thác tận dụng những thành tựu của vũ trụ để phục vụ cho những lợi ích kinh tế và thương mại. Vậy thì đối với những quốc gia chưa đủ tiềm lực thì từ cái cuộc chạy đua này, từ kinh nghiệm của những cuộc chạy đua như thế này thì nó sẽ tạo ra cái tiền đề cũng như là cái kinh nghiệm như thế nào? Có thể nói rằng là các nước nhỏ như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, thì có thể tận dụng những thành tựu của các nước lớn, các cường quốc trong việc chinh phục, khám phá vũ trụ và phát triển mặt trăng để phục vụ cho mục đích kinh tế của mình. Và chúng ta biết rằng là Việt Nam chúng ta đã phóng thành công các cái vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo, sử dụng cái đó để quan sát trái đất, quan sát lãnh thổ của Việt Nam, để từ đó vẽ bản đồ về tài nguyên thiên nhiên, vẽ bản đồ về thời tiết của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là những nước nhỏ cũng đều có khả năng hợp tác và tận dụng những thành tựu của các nước lớn trong lĩnh vực khám phá vũ trụ vào mục đích kinh tế và an ninh của mình. Và tôi nghĩ đây là một xu hướng tất yếu thôi, bởi vì khám phá vũ trụ là cái mục tiêu chung của loài người, và tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có mọi điều kiện, mọi cơ hội để cùng hợp tác để khai thác những thành tựu đó vào cái mục đích phát triển kinh tế xã hội của mình. Tôi nghĩ như vậy. Như ông cũng có chia sẻ là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đã có một cái ký kết Hiệp ước Mặt Trăng, và rất nhiều nước đã ký kết cái hiệp ước này. Tuy nhiên chính những cái nước mà đã đổ bộ thành công lên Mặt Trăng, ví dụ như là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ thì lại chưa ký kết cái hiệp ước này. Và đây có phải là cái vấn đề chúng ta cũng đáng phải quan tâm không? Đúng là các nước, các cường quốc Mặt Trăng ấy, ta gọi là cường quốc Mặt Trăng như là Mỹ, rồi Nga, rồi Ấn Độ, rồi Trung Quốc, thì hiện nay đều chưa ký kết cái hiệp ước Mặt Trăng của Liên Hợp Quốc. Thì cái lý do thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ là những quốc gia đầu tư một cái nguồn khổng lồ vào cho một cái lĩnh vực nghiên cứu phát triển và khai thác sử dụng một cái lĩnh vực cực kỳ mới và cũng đầy hứa hẹn. Cho nên đương nhiên là họ phải làm chủ cái công nghệ, họ phải gọi là quyền sở hữu trí tuệ của mình. Tôi nghĩ là họ vẫn theo đuổi một cái toàn tính, lấy quốc gia, họ đặt lấy quốc gia của họ lên trên hết. Và có thể nói rằng là khám phá mặt trăng thì đem lại những lợi ích kinh tế, chính trị, thậm chí an ninh rất lớn. Cho nên là những cường quốc này cho đến thời điểm này vẫn chưa ký kỳ Hiệp ước Mặt Trăng của Liên Hợp Quốc. Cái này thì nó cũng dễ hiểu thôi, bởi chúng tôi biết rằng là trên thế giới hiện nay thì ngay trên trái đất chúng ta thôi, thì các nước lớn bây giờ cũng đang cạnh tranh với nhau. Anh được ký Hiệp ước Mặt Trăng tức là anh công nhận các thành tựu khám phá vũ trụ nói chung và khai phá mặt trăng nói riêng là tài sản chung của toàn nhân loại. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, trong một tương lai nào đó, thì chắc chắn là các cường quốc cũng phải nghĩ đến câu chuyện là cái việc khám phá vũ trụ là tài sản chung của nhân loại. Thưa quý khán giả và các đồng chí, mặt trăng cách trái đất hơn 384.000 km. Nhưng đối với loài người thì hành tinh này ngày càng trở nên gần gũi và thân thiết hơn nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học cũng như giấc mơ chinh phục mặt trăng của loài người. Cách đây 54 năm, con tàu Apollo 11 đã rời trái đất và mang theo những nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên hành tinh xa xôi này và đã đánh dấu mốc vĩ đại trong lịch sử khám phá vũ trụ của nhân loại. Và cho đến nay thì hành trình chinh phục mặt trăng đã có những bước tiến dài. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu đã tham gia chương trình với những thông tin rất bổ ích. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.